Trời, công nhận nha, bình thường á hả, mình không có sửa soạn mà hả, tự nhiên mình sửa soạn lên một cái, trời ơi, tao nói hả, mình nhìn mà mình còn thấy mình đẹp nữa. Cái bộ đồ này là cái bộ đồ mà hồi đó hả, kỷ niệm hả, lúc mà 5 năm hai đứa quen nhau anh tặng cho mình, không biết giờ anh còn nhớ không nữa. Em gì vậy? Trời ơi, anh ơi. Gì vậy? Trời ơi, tráng sĩ. Tráng sĩ. Trời đất ơi, làm hết hồn à. Tráng sĩ ở đâu mà lọt cho nhà của em vậy? Luôn á, em làm như là lần đầu tiên em thấy anh đẹp trai vậy á. Nói gì kỳ vậy? Đúng rồi. Nè, bây giờ nhìn em đi. Em đang làm nét quyến rũ à? Ghê quá. Anh vô gian quá. Dở dở. Cái gì vậy? Tự nhiên nó đang vậy à? Gì tự nhiên? Em ý em hỏi anh là anh nhìn em đi, anh thấy hôm nay em sao? Bình thường. Vậy anh nhìn cái bộ đồ này đi. À, cái bộ đồ. Rồi rồi, đứng dậy anh coi. Rồi, xoay một vòng. À, cái bộ đồ này nó hơi quê. Hả? Cái này chắc mua lâu lắm rồi đúng không? Nói anh dắt em đi ra mấy cái shop đó, thời trang mới mới đó anh mua cho. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Giận luôn. Cái gì mà tự nhiên đang vui rồi tự nhiên thích nhăn là nhăn gì trời. Anh á. Anh sao? Anh không nhớ gì hết trơn. Thôi mệt quá đi nè. Cái bộ đồ lớn này rồi á, mà cứ nói chuyện nhõng nhẽo hoài à. Thôi bây giờ tới giờ anh đi công việc rồi. Có gì á, anh về xong anh dắt em đi shop, anh mua cho em quá trời đồ luôn. Giờ anh đi cái nha. Anh. Gì? Bóp. Vậy? Em hỏi có đem bóp chưa? Anh là chuyên gia đem bóp á. Rồi. Đi ra đường cũng đem bóp vậy chứ anh trời. Biết rồi, thôi. Bây giờ anh phải đi gặp đối tác ký một cái hợp đồng gấp. Anh đi nha. Khoan. Gì nữa? Hùng cái. Ghê luôn á. Không hùng rồi nữa. Nhắm mắt lại đi. Ngại quá. Nè. Thôi anh đi làm á. Nha. Rồi thôi anh đi đó, không có kêu nữa nghe chưa? Bộ đồ nghỉ này nghỉ sao mà ngày xưa hả? Cái bộ đồ này là cái bộ đồ hả? 5 năm trước hả? Mua tặng cho người ta. Giờ quên luôn. Đừng ơi! Cái gì vậy? Trời ơi! Bạn bè tự nhiên hả? Qua kiếm người mặc quạo đeo kỳ vậy? Quạo? Sao quạo? Làm gì mà quạo? Dạo này hả? Tôi thấy chồng của tôi hời hợt sao? Hời hợt là hời hợt sao? Kể nghe coi. Thì nói chung là hả, không có để ý tới tôi, không có quan tâm gì tới tôi hết trơn á trời. Thậm chí nha, cái đồ mà hả ảnh tặng cho tôi quan trọng, thiệt là quan trọng, anh cũng không nhớ. Trời đất ơi, bây giờ bà nghe tôi hỏi nè, có phải là bình thường bà rất quan tâm đến chồng bà không? Đúng. Có phải bình thường hả, tất cả những cái chi tiết chi ly tỉ mỉ bà đều là cái người tự tay làm cho chồng bà không? Đúng. Có phải bình thường bà rất hay thể hiện tình yêu của bà dành cho ổng không? Đúng. Tôi lúc nào tôi cũng chủ động tôi thể hiện tình cảm với ảnh á, còn ảnh á lúc nào cũng mới đợi nhắc á. Đó, nhiều khi á cái gì bà cũng quạch tẹt ra hết rồi, thành thử ra đàn ông họ chán. Họ chán là sao? Người phụ nữ mình phải thay đổi, mình phải gọi là cái gì, bí ẩn, mình phải giữ lại những cái gì đó của mình để cho người đàn ông họ không có suy đoán được mình, giống như là để cho chồng bà đó cảm giác là không có nắm bắt được bà, cho nên là chồng bà sẽ cảm giác lúc nào cũng sợ mất bà, lúc nào cũng muốn giữ bà, sẽ không có ngó nghiêng ngó dọc, không có nhìn thấy những người phụ nữ khác. Bà biết không, cái cốt cách mới là cái quan trọng, từ bên trong á. Có nghĩa là theo ý của bà là tôi phải thay đổi từ cái bên trong luôn á hả? Đúng, chính xác. Vậy là bây giờ mình phải bắt đầu từ đâu? Bây giờ vậy nè, bớt quan tâm ổng lại chút xíu hôn. Bây giờ là mình hả, làm cho ổng cảm thấy tò mò về bản thân mình. Ổng càng tò mò thì ổng sẽ càng quan tâm mình. Mà khi ổng càng quan tâm tới mình rồi, ổng đâu còn tâm trí để nghĩ đến những người khác xung quanh. Vậy là có nghĩa là từ giờ trở về sau, tôi phải tỏ ra thật là bí ẩn. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Em ơi, anh đi làm nha. Vậy thôi mình đi làm luôn. Ê, cái gì vậy? Làm gì vậy?
Sao nãy giờ anh kêu quá trời luôn mà sao không lên tiếng? Ủa, bộ nhà có ai hả? Gì vậy? Nè, ngồi xuống đây anh nói nghe nè. Anh chuẩn bị là đi gặp đối tác nha. Hợp đồng rồi anh chuẩn bị xong xuôi hết trơn rồi. Ký được cái hợp đồng này một cái hả? Đảm bảo á là vợ chồng mình. Sao đang nói chuyện mất tiêu vậy ta? Thiệt tình luôn á. Ê, đầy đủ rồi nè. Giấy tờ. Gì vậy? Gì mà xuất hiện lù lù như ma vậy? Anh mà ký cái hợp đồng này một cái nha, vô mánh một cái hả, là anh dắt em đi shopping mua đồ đã luôn. Gì vậy? Gì này, nhìn em thấy lạ như vậy hả? Em ổn, uống sữa đi. Uống đi. Rồi rồi, anh biết rồi, để anh uống. Nhưng mà nói nghe nè. Anh làm gì vậy? Alo alo, ba Chiêu hả? Ba Chiêu, nói nghe nè, nói nghe nè. Vợ tôi bây giờ là gặp một cái chuyện gì đó tôi không biết, mà bây giờ kỳ kỳ lạ dữ lắm. Qua qua là biết liền, qua biết liền. Qua đây giúp tôi coi. Vậy nha. Em ổn. Em nói em bình thường. Em bình thường thiệt. Anh có thấy em bí ẩn không? Có chuyện gì? Có chuyện gì? Em. Cái gì ghê vậy? Dù gì, dù gì cần tôi qua giải quyết. Trời ơi, cái gì vậy? Hai cái người này, tôi qua làm gì? Phải. Bà Chiêu. Gì? Nguy cấp lắm rồi. Vụ gì? Bây giờ vợ của tôi hả, cứ đếm 1, 2, 3 là cười. 1, 2, 3 là cười. Gì? 1, 2, 3. Đó, thấy chưa? 3, 2, 1. Thấy chưa? Thấy ghê chưa? Vợ ông ổn, bình thường nha. Nó không bị gì chớn á. Nãy giờ là em tạo nét á. Tạo nét á? Đúng rồi, nó tạo nét vậy đó. Mà nó tạo ra cái nét gọi là tét não. Tạo nét theo á. Trời đất ơi, làm hú hồn hú vía à. Chị nói với em á là hả, phụ nữ hả, khi mà cưới chồng về rồi ha, mình không có gọi là thay đổi nè, mình không có tự làm mới mình, mà mình làm mới là mình phải làm mới từ bên trong ra tới bên ngoài, thì chồng mình nó không có mới không có nhìn mình, không có chán à. Mới không có đi ra ngoài lén quén với ông khác, đúng không chị? Ờ đúng rồi. Tại sao xuống như vậy? Tại vì tất cả là cũng tại ông hết đó. Tại tôi. Đây, mấy đứa mình dù sao cũng là bạn với nhau đúng không? Thân thiết, đồng trang lứa, hai người ha. Là vợ chồng với nhau mà nghĩ sao không quan tâm nó. Tại sao? Nếu mà quan tâm vợ, tại sao kỷ niệm 5 năm ngày cưới quên? Không, ngay cái ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới đó, người ta cố tình bận cái bộ đồ mà hả lần đầu tiên á ông tặng cho người ta. Đúng rồi. Cách đây 5 năm. Cái váy màu vàng đúng, hả? Đúng rồi. Cái áo đen mà bông vàng đó. Còn chê nhỏ quê mùa này kia nọ nữa. Cho nên nhỏ cứ bị buồn, thấy không? Nó cứ nghĩ đâu là có khi nào hả là trong mắt của chồng nó không có còn tươi mới nữa hay không. Sợ là hả ông ngó dọc ngó nghiêng rồi con nhỏ này nhỏ nọ nhỏ kia nó ve vãn ông. Thành ra tôi mới xúi nó là làm tươi mới cho ông cảm thấy nó bí ẩn. Trời ơi. Thiệt ra là không phải là anh quên, mà tại vì là giống như là tôi tặng quần áo cho vợ của tôi nhiều dữ lắm. Đừng thấy vậy mà nói tôi không quan tâm. Còn cái chuyện mà kỷ niệm ngày cưới á, đồng ý là tại vì cái bữa đó là công việc gấp quá, là anh phải lo chốt hợp đồng rồi đi ký giấy tờ rồi phải chạy tới chạy lui, cho nên là anh lu bu quá anh quên. Nhưng mà tối đó giờ là tôi nhớ rồi. Đó, cho nên là dù gì cũng mới qua có 2 ngày. Em không biết thôi á, chứ anh có đặt tiệc tối nay cho hai vợ chồng mình rồi. Anh tính làm cho em bất ngờ. Nhưng mà thôi bây giờ lỡ rồi thì anh nói luôn. Nói chung là thôi, dù gì cũng là lỗi của anh. Lo nói chung là làm ăn kiếm tiền, nghĩ là có tiền thì vợ mình sẽ sung sướng. Em xin lỗi anh. Tại vì á hả, em cứ tưởng là hả anh không còn thương em, anh chỉ lo công việc, anh thờ ơ với em, cho nên là hả bạn em chỉ sao cái em làm y chang vậy. Trời ơi, trời ơi, được rồi. Hai vợ chồng mấy người hả, được tình tứ nắm tay nắm chân đồ rồi. Chàng xin lỗi nàng xin lỗi chàng. Thiệt ra tôi mới là người xin lỗi nè. Thôi, nói chứ tại vì tôi cũng chỉ là quan tâm bạn bè thôi. Thành ra là tôi chỉ, nhưng mà tôi không có về là bà áp dụng một cách máy móc như vậy, thấy không? Coi nhiều kỳ này, chùa cái tập nhiều chuyện, mai mốt cũng dám vậy nữa. Tôi cũng rút kinh nghiệm. Thôi, thôi, thôi. Nói chung là hồi nãy thì lo dữ lắm. Bây giờ nghe vậy thì thôi, biết là vì tôi mà làm vậy. Thôi, nói chung là hết lo, chuyển qua yêu nhiều hơn. À, dạ, em nghe. Không chị, công chuyện á mà. Công chuyện không sao hết trơn á. Em chạy ra em xử lý cái. Bởi vì em nói á, em ngồi không có yên. Cái số cực.